Thi Thiên 66 Hỡi cả trái đất, khá các tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa hãy đến xem các việc của đức chúa trời công việc ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ ngài đổi biển ra đất khô người ta đi bộ ngang qua sông tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong ngài ngài dùng quyền năng ngài mà cai trị đời đời mắt ngài xem xét các nước những kẻ phản nghịch chớ tự cao hỏi các dân hãy chúc tụng đức chúa trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen ngài chính ngài bảo tồn mạng sống chúng ta không cho phép chân chúng ta siêu tó vì đức chúa trời ơi chúa đã thử thách chúng tôi rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc chúa đã đem chúng tôi vào lưới chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi chúng tôi đi qua lửa qua nước nhưng chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà chúa trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Chương 10 Đức Chúa Giêsu từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Du Đê, bên kia sông Giô Đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. các người pha ri si bèn đến gần hỏi để thử ngài rằng người nam có phép để vợ mình chăng? ngài trả lời rằng vậy chứ mua xe dạy các ngươi điều chi? họ thưa rằng mua xe có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. đức chúa giêsu phán rằng ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho nhưng từ lúc đầu sáng thế Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng Ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? đức chúa giêsu phán rằng sao ngươi gọi ta là nhân lành chỉ có một đấng nhân lành là đức chúa trời ngươi biết các điều rằng đừng phạm tội tà dâm đừng giết người đừng trộm cướp đừng làm chứng dối đừng làm gian hãy hiếu kính cha mẹ người thưa rằng lại thầy tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ đức chúa giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu -xu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là giường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa trời khó là giường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó Môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-a-rơ liền thưa cùng Ngài rằng, Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành, từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Giêrusalem Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng Này, chúng ta lên thành Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo bán Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ, Gia Cơ và Giăng, hai con trai CBD đến gần Ngài mà thưa rằng, Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng, khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép bắp têm ta chịu chăng? Thưa rằng, được. Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép bắp têm ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận gia cơ và giăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê con trai của ti-mê ngồi bên đường, vì đã nghe nói ấy là đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng. Hỡi Đức Chúa Giêsu, Con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi. Song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi Con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng, lại thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu phán, đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Chương 15 Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở và các ngươi dân cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dân cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dân lễ vật mình phải dân cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng một phần mười e-pha bột lọc nhồi với một phần tư hít dầu về mỗi con chiên con. Ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng 2 phần 10 e pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu và một phần ba hin rượu làm lễ quán mà dân có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng, ngươi dân một con bò tơ hoặc làm của lễ thiêu hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dân chung với con bò tơ một của lễ chay bằng ba phần mười e pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu và dân nửa hin rượu làm lễ quán. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sinh ra trong xứ phải làm như vậy. Khi nào dân một của lễ dùng lửa đốt, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia, dùng lửa dân một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy. Sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dâng dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã kể Môi-se truyền cho các ngươi. Từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn này cho và về ngày sau, trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng, tùy theo mạng lệnh phải dùng một con bò đực tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel thì tội hội chúng sẽ được tha vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội. Nhược bằng, chỉ một người lầm lỡ phạm tội, thì người đó phải dâng một con dê cá giáp năm làm của lễ chuộc tội. Thì thế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va. Và khi đã làm lễ chuộc tội cho người, thì người sẽ được tha khi lầm lỡ mà phạm tội, thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi hoặc là người sinh giữa dân Israel hay là khách kiều ngụ trong dân đó. Nhưng ai cố ý phạm tội hoặc người sinh trong xứ hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị trút khỏi dân sự mình vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của ngài. người hẳn sẽ bị trút diệt, tội gian ác người đổ lại trên mình người và dân Israel đang ở tại đồng vắng gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng người này phải phạt xử tử cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia. Hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình là điều làm cho các ngươi xa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 16 Và Cô Rê, con trai của Yit cháu của Kê Hát, chít của levi dục theo mình Đa Thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của phê cháu Ruben. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng có danh giá đều hiệp nhau với nghịch cùng môi và a mà rằng: Thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? môi nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy cả hiệp với người mà rằng: Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi cô Rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai, hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi, đủ rồi. Mô-xe nói cùng cô Rê rằng, Hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe, về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va, vì aaron là ai mà các ngươi lầm bầm cùng ngươi moshe sai đòi đa thang và abiram con trai eliab nhưng hai người đáp rằng chúng tôi không đi lên đâu há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao quả thật ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư. Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng, Ngày mai, Ngươi và toàn bè đảng ngươi với Aaron hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và Aaron mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy, mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với mô và Aaron. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môse và Aaron tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Moses và a rằng: Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy nói cùng hội chúng mà rằng, Hãy gian ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và Abiram. Mô-xe đứng dậy, đi lại phía Đa-thang và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng, Bây giờ, hãy gian ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng. Vậy, dân sự gian ra khỏi tứ phía chỗ ở của cô rê đa thang và abiram đa thang và abiram ra đứng tại cửa trại với vợ con trai và con nít mình mô xe bèn nói rằng nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng đức giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này vì ta chẳng làm sự chi tự ta nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bị Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe cô rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng chúng ta hãy quay chừng kẻo đất nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va loè ra thiêu hóa 250 người đã dân hương đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy nói với Eleasa, sa con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy, Eleasa, thầy tế lễ, lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel để người nào ngoại dòng Aaron chứa đến gần đặng sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người. Theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy môi xe truyền dạy ngày mai cả hội dân Israel lầm bầm cùng môi xe và Aaron mà rằng hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng môi xe và Aaron thì ngó về hướng hội mạc. xảy thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. môi xe và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng: Hãy gian ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: hãy cầm lấy lưu hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bằng cầm lấy lưu hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng, kìa tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. Aaron bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ cô rê. Đoạn, Aaron trở về cùng Moshe tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại.